Jisoo Blackpink bị chê diễn xuất kém, Honey Acid gặp vận đen khi đóng phim. Tận dụng tối đa sự nổi tiếng, nhiều idol Hàn Quốc có xu hướng đá sân sang bộ môn nghệ thuật khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn gặt hái thành công. Là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng phủ sóng toàn cầu, các thành viên của Blackpink đều sở hữu visual và thần thái biểu diễn cực đỉnh. Tuy nhiên, chỉ cả Jisoo từng nhận không ít lời chê bai vì cho rằng khả năng vũ đạo kém. Đến khi chuyển hướng sang vai trò diễn xuất, khán giả lại ví cô giống như bình hoa di động. Ngoài nhan sắc ra thì không có gì quá nổi bật. Snowdrop mặc dù không phải là bộ phim đầu tay của Jisoo, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nàng được đóng vai nữ chính và chính thức debut với tư cách là một diễn viên. Tuy nhiên, bộ phim này liên tục nổ ra những tranh cãi về kịch bản liên quan đến vấn đề khác và ít nhiều đã ảnh hưởng rất nhiều đến nữ thần tượng kể từ khi bộ phim bắt đầu được sản xuất. Tính tới hiện tại, Snowdrop liên tục bị khán giả Hàn Quốc yêu cầu ngừng phát sóng do nghi ngờ nội dung đã sai lệch lịch sử. Bàn về khả năng đóng phim, trong khi người hâm mộ quốc tế khen ngợi diễn xuất của Jisoo, thì người Hàn Quốc lại không đồng tình, chỉ trích cách phát âm và ngữ điệu của Jisoo trong phim. Nhiều người còn tiết lộ rằng họ không hiểu cô ấy đang nói gì và họ cần phải đọc phụ đề hiểu những gì cô ấy đang cố gắng nói. Những người khác chỉ ra rằng cách cô ấy nói thật vụng về, một người thậm chí còn khẳng định cô không thử vai và chỉ được chọn do mức độ nổi tiếng của cô. Một yếu tố khác khiến Jisoo bị chỉ trích là nét mặt của cô ấy. Mọi người nói rằng cách thể hiện cảm xúc của cô ấy quá cường điệu đến mức trông giả tạo. Chính vì vậy, khán giả Hàn Quốc đang cảm thấy khó hiểu về nhân vật của Jisoo và thay vào đó họ thấy cô ấy không thích hợp trong phim. Tuy nhiên, một số khác lại bênh vực Jisoo và nói rằng họ thông cảm cho cô ấy. Nhiều người suy đoán rằng bộ phim đang lấy đi sự nổi tiếng của cô ấy như một tấm vé miễn phí để tiếp tục phát sóng, bất chấp những phản hồi tiêu cực. Một số khác cho rằng việc chế giễu kỹ năng thanh nhạc của Jisoo không khiến cô ấy trở thành một diễn viên xấu ngay lập tức và vẫn còn một số tập phim được phát hành sẽ thể hiện hết khả năng diễn xuất của Jisoo. Một số nhận xét về kỹ năng diễn xuất của Jisoo có nội dung: nếu không phụ đề, tôi sẽ không hiểu cô ấy đang nói gì. Ngữ điệu của cô ấy lúng túng và phát âm thì lộn xộn, ngay cả biểu cảm của cô ấy cũng buồn cười. Cô ấy thậm chí đã thử vai cho vai diễn này sao? Tôi cá là cô ấy vừa mới nhập vai và họ ném cô ấy. Cô ấy phát âm có vấn đề gì? Cảm giác như một web drama và diễn xuất của Jisoo thật sự rất tệ. Cũng giống như Jisoo, thêm một ngôi sao K-pop gặp vận đen khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất chính là Honey Acid. Nữ thần tượng vốn rất nổi bật trong nhóm Acid nói riêng và giới giải trí K-pop nói chung, nhưng khi thử thách bản thân trong vai trò diễn viên lại flop nặng nề. Điển hình có lẽ phải kể tới bộ phim Idol The Cup mà Acid tham gia. Rating của phim thấp tới kỷ lục khi không có tập nào được 1%. Honey sở hữu gương mặt sáng, visual không có chỗ nào chê bai được, nhưng hiệu ứng trong phim lại không như ý. Được biết, bộ phim mà Honey đảm nhận có tới 12 tập, nhưng rating trung bình của cả phim vẫn không hề vượt qua 1%. Có vẻ như sự nổi tiếng và lượng fan hùng hậu của nữ hoàng fan cam cũng không giúp bộ phim của Honey nổi bật hơn. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp lai tây, Nancy luôn là cái tên nổi tiếng trong giới idol. Cô nàng cũng cực kỳ chăm chỉ và quyết tâm lấn sân sang mảng phim ảnh, nhưng vận rủi vẫn không ngừng đeo bám cô. Phải kể đến vai diễn khách mời đầu tay của nữ idol trong bộ phim The Jungle Is Watching đã vấp phải nhiều chỉ trích từ netizen Hàn vì lối diễn xuất còn nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, Nancy đã không bỏ cuộc. Ngay sau đó, cô nàng tiếp tục hóa thân thành một vai phản diện trong bộ phim Nhật Bản Blue Student Council. Nhưng đáng tiếc là ngay khi bộ phim phát hành thì dịch bệnh lại diễn biến phức tạp nên lại phải rút khỏi rạp phim. Không dừng lại ở đó, cô lại nhận được vai nữ chính trong một dự án phim của Philippines, nhưng tiếp tục do bùng phát dịch bệnh, dự án cũng bị tạm dừng.